Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2020, Bộ phận Thường trực Đặc biệt Chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, nhiều bệnh nhân COVID-19 trong giai đoạn này diễn biến nặng, tăng nặng, đặc biệt là diễn biến nguy kịch rất nhanh. Nhiều bệnh nhân COVID-19 trên nền bệnh mãn tính phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô hấp như ECMO, thở máy hoặc thở oxy. Sức đề kháng của nhóm người cao tuổi mắc bệnh lý nền thường giảm hơn so với các nhóm tuổi khác. Nếu người cao tuổi bị bệnh, COVID-19 sẽ làm cho các bệnh mãn tính đó thúc đẩy chuyển thành giai đoạn cấp hoặc đợt cấp, do đó bệnh nhân rất dễ tử vong. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 24 tử vong tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân 575, bệnh nhân nữ 82 tuổi, địa chỉ Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, tiền sử viêm màng não. Bệnh nhân tử vong tại trung tâm y tế huyện Hòa Vang với chẩn đoán viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân viêm màng não. Như vậy, tính đến thời điểm này, có 24 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta tử vong từ đầu dịch đến nay. Đó là các bệnh nhân 496, bệnh nhân 426, bệnh nhân 429, bệnh nhân 524, bệnh nhân 475, bệnh nhân 499, bệnh nhân 428, bệnh nhân 437, bệnh nhân 651, bệnh nhân 718, bệnh nhân 456, bệnh nhân 430, bệnh nhân 737, bệnh nhân 436, bệnh nhân 522, bệnh nhân 832, bệnh nhân 485, bệnh nhân 623, bệnh nhân 479, bệnh nhân 585 và bệnh nhân 702, bệnh nhân 699, bệnh nhân 575.